Mình xin chào các bạn. Bữa nay mình làm cái clip để hướng dẫn cho các bạn hôm bữa mà hỏi mình là trồng cái cây xoài con đó thì lớn lên thì mình tỉa tành cành tạo tán như thế nào ha. Thì từ một cái gốc cây ghép đó ở dưới lên nè. Thì mình chừa khoảng chừng là ba cái thân. Khi mà nó lên đọt nhỏ đó thì thí dụ như nó lên 4 5 đọt đó, thì mình lặt bớt mình chừa khoảng chừng 3 đọt hoặc 4 đọt. Rồi nó lên cao nữa đó, nó lên một tầng đọt nữa đó thì mình chừa lên thành đằng 9 đọt. 9 đọt nó lên cao một tầng nữa thì mình chừa lên là khoảng 27 đọt. Từ 27 đọt đó đó thì bắt đầu mình cho nó xả ra ha. Mình cho nó xả ra. Rồi khi mà xả ra thì các bạn nhìn toàn bộ bao quát cái cây xoài á, thì nó có cái hình dạng này giống như cây thông vậy đó. Rồi khi mà trong quá trình chăm sóc á thì các bạn tỉa cái lòng trong sạch sẽ hết đi để cho ánh nắng mặt trời á ở trên á, nó rọi xuống vô được cái thân nè, xuống cái gốc thì mình ít bị bệnh với lại ít bị sâu mò ha. Chứ không thôi là nếu mà trong này mà sầm uất á là thường á, mấy cái con sâu mò nó đóng ở dưới cái mặt lá, dưới của lá rất là nhiều. Rồi các bạn xịt, mình tốn thuốc men nhiều ha. Mình làm vậy thì nó đỡ, với lại gió nó thông thoáng trong cái cây của mình. Bữa nay thì mình vẫn cũng còn là bao xoài, bao chưa xong nữa. Đó, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn nào mới trồng á, mới trồng cái cây xoài nhỏ đó thì các bạn làm ha. Làm sao mà cái xoài mình lớn lên mốt nó thành hình cái hình dạng giống như cây thông mà ở bên nước ngoài đó thì nhìn là nó đẹp à. Rồi cái thứ hai nữa đó là mình khống chế cái chiều cao ha. Thường bây giờ xoài thì chỗ mình trồng khoảng chừng cái khoảng cách cây thì nó có 3,5 m. Hàng cách hàng thì nó 4 m. Thành ra mình phải khống chế cái chiều cao của nó để cho mình bao trái với lại mình xịt đồ này kia nó tiện lợi hơn. Ở đây thì mình chừa cái khoảng khoảng cao của nó là cũng khoảng là 3,5 m tới 4 m à. Cây nào cao thì nó khoảng 4 m, còn cây nào nó thấp hơn khoảng 3,5 m. Nếu mà cao quá thì mình cũng cắt ngang bớt ha. Rồi hôm nay mình làm cái clip chia sẻ với các bạn cái vấn đề là trồng cái cây con vậy ha. Rồi mình cảm ơn các bạn. Bạn nào mà xem clip của mình á thì ủng hộ cho mình một lượt đăng ký ha. Cảm ơn các bạn. Rồi mình làm những cái video clip sau để chia sẻ với các bạn các vấn đề khác. Rồi mình cảm ơn nha. Bye bye.